Tâm thiền. Chư thiên đã văn tập xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tâm trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thứ chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay môn học Pali pháp cú. Mình thứ nhất phẩm song đối giá mắt các quốc gác kệ số 13 và 14. Duyên sự. Hai bài kệ 13 và 14 này được Đức Phật thuyết tại Chitawana ở Sawatthi. Do câu chuyện của tỳ kheo Nanda, người em cùng cha khác mẹ với ngài. Hoàng tử Nanda là con của vua Suddhodana và thứ hậu Mahabhajapati Gotami. Khi Đức Phật trở về Kapilavastu để tiếp độ quyến thuộc, trong thời gian Đức Phật còn lưu trú ở Kapilavastu, Đức vua Suddhodana truyền ngôi và cưới vợ cho hoàng tử Nanda. Vào ngày lễ đăng quang và thành hôn của hoàng tử Nanda, tộc Thích Ca đã làm lễ cúng dường trai phạn đến Đức Phật và chúng tỳ kheo. Sau bữa ăn, Đức Phật và chư tăng ra về. Đức Phật trao cái bát của ngài cho tân vương Nanda cầm hộ, và Nanda cầm cái bát đi theo Đức Phật về đến chùa Nikrodharama ở ngoại thành. Đến chùa, Đức Phật hỏi Nanda có muốn xuất gia không. Nanda vì kính trọng Đức Phật nên ưng thuận, không dám cãi lời. Đức Phật bảo chư tăng làm lễ xuất gia cho Nanda. Hôm sau, Đức Thế Tôn cùng chúng tỳ kheo dẫn tỳ kheo Nanda du hành đến thành Sawatthi để tiếp nhận ngôi đại tự Chaitavana do trưởng giả Anathapindika kiến tạo. Từ ngày xuất gia, tỳ kheo Nanda không một ngày an vui tu tập, lúc nào cũng buồn thảm vì nhớ nhung nương tử Kanyani. Thế rồi, một ngày kia, tỳ kheo Nanda than thở với các vị tỳ kheo rằng mình không thể vui đời sống xuất gia, sẽ hoàn tục. Các vị tỳ kheo đã bạch trình sự việc đến Đức Phật. Đức Phật cho gọi tỳ kheo Nanda vào và hỏi duyên cớ Nanda muốn hoàn tục. Nanda trả lời Đức Phật vì ông thương nhớ nương tử Kanyani. Đức Phật muốn chuyển hóa tâm của tỳ kheo Nanda. Ngài dùng thần thông đưa Nanda lên tham quan cõi trời Đạo Lợi, cho Nanda mục kích vẻ đẹp thần tiên của các thiên nữ. Ngài hỏi Nanda thấy sao về dung sắc của các thiên nữ với dung sắc của công nương Kanyani. Nanda thưa rằng, dung sắc của nàng Kanyani không sánh được với dung sắc của các thiên nữ này. Đức Phật bảo Nanda, nếu ngươi tinh tấn tu tập, sẽ có được cả ngàn thiên nữ hầu hạ. Đức Phật đưa Nanda trở lại nhân gian. Từ ngày ấy, tỳ kheo quên hình bóng nương tử Kanyani, phấn chấn tu hành, ước mong được làm chủ nhân của các vị thiên nữ. Sự việc tỳ kheo Nanda tu tinh tấn vì mục đích có được các thiên nữ đã được chư tỳ kheo biết do chư thiên thông tin. Rồi các vị tỳ kheo khi gặp tỳ kheo Nanda, họ chế nhạo, châm biếm bằng nhiều lời lẽ khiến tỳ kheo Nanda xấu hổ, khó chịu, phiền toái, nên đã lánh tìm chỗ xa vắng sống độc cư thiền tĩnh. Với sự nỗ lực đó, tôn giả đã chứng đắc đạo quả A-la-hán. Tôn giả đã đi đến Đức Thế Tôn đảnh lễ ngài và xin hủy bỏ lời giao ước lúc trước. Đức Phật bảo rằng lời giao ước đã vô hiệu từ lúc Nanda chứng đạt chánh trí. Hôm sau, giữa hội chúng tỳ kheo, Đức Phật xác chứng quả vị của tôn giả Nanda.
và Ngài đã thuyết hai bài kệ Pháp Cú số 13 và 14. Chánh văn Dhammapada số 13. Yatha agarang ruchanang vitti samati vichati evang abha vittang cittang rajo samati vichati. Dhammapada 14. Yatha agarang ruchanang vitti na samati vichati ê quang subha quý tăng chít tăng ra gồ na samati vích cha ti. Thích văn giá tha trạng từ cũng như như là aga rằng đối cách số ít của danh từ trung tính aga đó là ngôi nhà mái nhà rút chanh năng đối cách số ít của tính từ rút chanh á do từ đức cộng chân á quá khứ phân từ của động từ chia đề tiết chia sơ sài vững lợp quý thí chủ các số ít của danh từ nữ tính quý thí mưa nước mưa samati quý chia tiết thì hiện tại người số 3 số ít của động từ samati quý chia tiết do từ sang cộng á tiết cộng căn quýt cộng dạ xuyên thấu xâm nhập thấm dột ê quăng trạng từ như vậy cũng vậy cùng thế ấy dạ con thấy thường từ siêu như là Rago, dạ đúng rồi, Rago, dạ đúng rồi, lúc này thì Rago. Ờ, hàng bài 13, bài phẩm của 13 thì Rajo, mà dưới 14 thì Rago, con xin lệnh. Chính lại là Rago, Nasamati, Uchati. Abha, Vitang, rồi các số ít của tính từ Abha, Vitang. Cho từ na cộng pavita quá khứ phân từ của động từ paveti không tu tập không rèn luyện chít tăng đối cách số ít của danh từ trung tính chít ta nghĩa là tâm tâm thức rago chủ cách số ít của danh từ nam tính raga tham ái ái tình sự tham luyến xúc chanh năng đối cách số ít của tính từ xúc chanh á do từ sup cộng chanh á quá khứ phân từ của động từ cha đề tí khéo lợp che đậy kỹ lợp kín đáo sup hà quý tăng đối cách số ít của tính từ sup hà quý tá do từ sup cộng hà quý tá quá khứ phân từ của động từ pha quê tí khéo tu tập khéo huấn luyện được rèn luyện tốt. Việt văn Pháp Cú 13, như mái nhà vụng lợp, nước mưa thấm dột được, cũng vậy tâm không tu, tha mái tất xâm nhập. Pháp Cú 14, như mái nhà khéo lợp, nước mưa không thấm dột, cũng vậy tâm khéo tu, tha mái không xâm nhập. Chuyển văn, Yat tha vitti ruchanang agarang samati vichati ê quang rago abha vít tăng chít tăng samati vít cha ti như nước mưa sẽ thấm dột mái nhà vụng lợp mái nhà lợp vụng về cùng thế ấy tham sẽ xâm nhập tâm không có tu tập giá tha vít thị xúc chi hành năng aga rằng na samati vít cha ti ê quang rago subha vít tăng chít tăng na samati uchati như nước mưa sẽ không thấm dột mái nhà lợp khéo léo cùng thế ấy tham ái sẽ không xâm nhập tâm khéo tu tập. Lý giải gọi là tâm không tu tập abha vittang cittang tức là một người sống giải đãi không huấn luyện tâm để tâm chạy theo cảnh trần sắc thinh
hương vị xúc, gọi là tâm khéo tu tập. Subha quýt tăng chích tăng là tâm được huấn luyện tốt đẹp bằng sự tinh tấn, chánh niệm, tỉnh giác, an trú giới, định, tuệ. Ở diễn hai bài kệ Đức Phật dạy, ái tham sẽ xâm nhập tâm không tu tập, và ái tham sẽ không xâm nhập tâm khéo tu tập. Vì rằng Đức Phật mô tả tâm trạng của tỳ kheo Nanda, trước không tu tập nên ái tình, ra gắt, dày dò tâm mãi. Đến sau đã huấn luyện tâm thành tựu đạo quả, nên không còn bị ái tình chi phối tâm nữa. Ở đây nên hiểu rằng, không riêng gì ái tham, rago, mà mọi thứ phiền não, kileso, sẽ xâm nhập một người tâm không tu tập. Cũng như không riêng gì ái tham, rago, mà mọi thứ phiền não sẽ không xâm nhập một người tâm khéo tu tập. Tâm khéo tu tập có ba cấp độ. Tâm thiện dục giới, nơi một phàm nhân đang nỗ lực tu tiến về một chỉ quán. Tâm thiện này tạm thời ngăn chặn phiền não. Tâm thiện đáo đại, nơi vị hành giả chứng thiện sắc và vô sắc. Tâm thiện này khống chế phiền não cho đến khi nào tâm thiện chưa bị hoại. Tâm thiện siêu thế, nơi vị thánh đã đắc đạo quả. Tâm thiện này tuyệt trừ phiền não theo tuần tự cho đến hoàn toàn thanh tịnh phiền não. Đó gọi là tâm khéo tu tập và có hiệu năng như thế. Biên soạn giáo trình Tỳ kheo Tuệ Siêu. Sau đây là bài kệ thỉnh Pháp Sư. Thuở Đức Phật viên thành chánh giác, gẫm đạo màu diệu pháp cao thâm, phân vân chưa chuyển pháp luân, phạm thiên hầu Phật tâm thành cầu sinh. Bạch Thế Tôn muôn nghìn ân đức, pháp vô biên mãn túc khai qua, mong ngày chuyển pháp đăng tòa, chúng sanh ít bụi, mai mà đủ duyên. Như hoa sen đẹp xinh mùa hạ, đóa vươn cao đã lạ mặt hồ, đóa còn tận đáy bùn nhơ, chúng sanh căn trí tỏ mờ khác nhau. Vì bi mẫn ngưỡng cầu tế độ, ngự thuyền từ cứu khổ quần mê, chúc duyên chúc phước bồ đề, chúc nhân chúc quả quay về thiện tâm. Phạm thiên vẫn vi trần phụ phục, lời thiết tha vi đức sáng ngời. Pháp vương im lặng nhận lời, về vườn lọc giả vì đời chuyển luân. Thuyết trung đạo kiều trần đại ngộ, liễu niết bàn vô khổ vô sanh. Thế gian tam bảo tự thành, tỳ kheo năm vị đạo hành viên dung. Rồi từ đó Phật dùng trống pháp, giống đêm thâu tỉnh giấc mộng trường, giải dầu nắng gió tuyết sương, hoằng khai giáo pháp mở đường độ sinh. Bởi cớ tích sự tình ngày trước, đại phạm thiên mãi được tán dương, kính thành dân cúng hoa hương, thỉnh ngài thuyết pháp nơi đường từ bi. Hàng thiện tính mãi mê trần cảnh, nghiệp bốn bề nặng gánh lo toan, ít khi tâm trí rảnh rang, não phiền kết buộc sân tham còn nhiều. Nghe chánh pháp như người được ngọc, nghe pháp nhiều chư Phật ngợi khen. Phước sanh trí tuệ vô biên, đường đi sáng tỏ nhân duyên rõ ràng. Thỉnh Pháp Sư đăng đàn thuyết giáo. Quỳ nơi đây tâm đạo tính thành, ngưỡng mong chánh pháp thịnh hành, ngưỡng cầu thâm nhập đạo lành Như Lai. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tuệ Siêu từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma Gia, Nam mô Sang Khai. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính chào Hòa Thượng Giác Đẳng. Chào Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư Tôn Đức có mặt trong rung. Thân chào quý tu nữ và quý Phật tử. Hôm nay chúng ta học phẩm xong, tiếp tục với bài kệ 13, 14.
Khổng Xương Đối có 20 bài kệ, kệ số 13, 14 này. Hai ở trong 20 bài kệ ấy. Và trong cái phẩm đầu tiên thì Mopadat cũng được kệ số 13, 14 thì. Sau này khi qua đến phẩm thứ hai trở đi đó, thì chúng ta lưu ý khi nói đến phẩm như là phẩm tâm hay phẩm không dễ vui, thì phẩm không dễ vui có 12 bài kệ. Cho nên lúc đầu phẩm không dễ vui kệ số 1, nhưng mà khi chánh văn thì bài kệ số 21 vân vân, chúng ta phải hiểu được. Thì tuần kính thưa quý vị, trong hai bài kệ 13, 14 này, Đức Phật thuyết nhân cái câu chuyện của tỳ kheo Đanh Đá, người em cùng cha khác mẹ với Ngài. Và hai bài kệ đó Đức Phật Ngài thuyết khi Ngài ngủ tại Thitavanasavati. Như chúng ta biết là Ngài tiếp độ Đanh Đá, Ngài dẫn Đanh Đá đi xuất gia từ thành Kamalawatthu, kinh đô xứ Sắc Cá của dòng tộc Thích Ca, nơi quê hương của Đức Phật. Lúc Ngài về tham dự lễ quán đảnh lên ngôi của Thái tử Đanh Đá, và đồng thời cũng là ngày thành hôn của Thái tử Đanh Đá với công chúa Kalajengni. Đanh Đá vốn có duyên lành đắc chứng đạo quả ngay trong kiếp hiện tại này, nhưng vì lúc đầu tâm của tỳ kheo Đanh Đá không có tu tập, và do xuất gia và cách miễn cưỡng nên trong thời gian đầu sau khi xuất gia, Đanh Đá không có sự quan hệ trong đời sống ở phạm hạnh, luôn luôn có tâm ái tình, nhớ tưởng đến công đường Kalajengni, vì hôn thê mới cưới chưa được một ngày ân ái thì đã bỏ đi,
bị Đức Phật dẫn đi để xuất gia. Nàng đã cảm thấy buồn khổ và chán nản. Cuối cùng thì Nanda Đá cũng thổ lộ tâm sự với các vị tỳ kheo khác về tâm trạng chán nản, muốn ngự tục của mình. Khi các vị tỳ kheo bạch trình với Đức Phật, Đức Phật cho gọi tỳ kheo Nanda Đá đến và thưa quý vị, Đức Phật bao giờ cũng vậy. Dầu cho ngài nghe các vị tỳ kheo khác nói về vị tỳ kheo đó, nhưng khi gọi ông đó đến, ngài phải hỏi lại. Có thằng chân người tỳ kheo, người có tâm chán nản, không quan hỷ trong cái việc tu tập, thì vị tỳ kheo trên đá hay vị tỳ kheo nào đó được trả lời với Đức Phật. Và đúng như vậy, Bạch Thế Tôn, khi đã nghe vị tỳ kheo ấy tự thú nhận cái nỗi lòng của mình, thì lúc bây giờ Đức Phật ngài mới bắt đầu có cái phương cách để mà tiếp độ, để giúp cho vị tỳ kheo đã tiến hóa. Bao giờ cũng vậy, cái đó là một cách làm rất thận trọng. Cũng có vị Phật, chúng ta nên hiểu được đó. Và nói về tỳ kheo Đan Đá, khi được Đức Thế Tôn hỏi và tự tỳ kheo Đan Đá đã trả lời bày tỏ cái nỗi lòng của mình, thì Đức Phật biết rằng tỳ kheo Nan Đá phải có cách để dẫn dắt làm cho thay đổi cái ý tưởng đó đi. Vì Đức Thế Tôn lại biết được ngài rất hiểu tỳ kheo Nan Đá, do ở trong quá khứ ngài cũng đã từng làm thay đổi tư tưởng của Nan Đá. Trong thời quá khứ, khi Đức Phật còn là vị Bồ Tát, ngài là một chủ thương nhân ngài là một người thương nhân sở hữu một cái tài sản hàng hóa lớn, và cái phương tiện di chuyển của người thương buôn đó là con lừa. Kia khi mà đi buôn đến một cái xứ xa nọ, lúc mà con lừa được thả ra cho nó đi ăn, thì nó nghe cái tiếng kêu của đồng loại, tức là một con lừa cái, và nó đến gần con lừa cái đó cùng ăn cỏ ở trên cánh đồng, và tâm của nó bị chi phối bởi tham ái với con lừa cái đó.
nó bắt đầu nó giận chứ, nó không muốn kéo xe. Và nó đòi người thương buôn, ông chủ phải kiếm cho nó một con lừa cái. Thì lúc giờ ông chủ là người khôn ngoan, hứa hẹn với nó. Bây giờ kéo xe đi, rồi đi đến một nơi nào đó có một con lừa cái khác dễ thương hơn, thì ta sẽ mua con lừa cái đó về cho ngươi. Nhưng mà tôi nói cho ngươi biết rằng là không, ta rất là nhiều. Và hơn nữa, cái số lương thực dự trữ mỗi lần đi đó, số cỏ đem đi và nước đem theo chỉ đủ nuôi mình ngươi thôi. Nếu mà ngươi có thêm một người bạn lừa cái khác thì ngươi phải chia sẻ cái phần ăn của ngươi cho con lừa cái ấy, phần nước cũng vậy. Chúng ta không có chu cấp cho cả hai. Nghe nói như vậy thì con lừa cái mới suy nghĩ, nếu như vậy thì mình sẽ bị đói, mình sẽ bị khát. Nghĩ như thế thì nó nói cho nó rằng là giờ đây nó không muốn có người bạn gái nữa, thì nó ngoan ngoãn làm cái phận sự của mình. Do hiểu được tiền thân của Nanh Đá là con lừa đó, và lúc bây giờ tiền thân của ngài là người chủ của đoàn thương buôn, có cái đó để làm cho tâm của con lừa tự nó chuyển hướng, nó không có ham thích nữa. Do vậy cho nên lần này Đức Thế Tôn ngài cũng dùng cái phương pháp để cảm hóa tâm của Nanh Đá. Nanh Đá đang để tư tư đang bị chi phối bởi ái tình với nàng công nương Kalajani, nên ngài phải tìm một cái cảnh sắc khác hấp dẫn hơn, ví trụ hơn để ngài dụ tâm của Nanh Đá. Ngài bèn dùng thần thông để dẫn Nanh Đá lên cõi trời Đau Lợi. Có một cái tình tiết nữa là trước hết là ngài dẫn đi bộ đi ngang qua cái khu rừng vừa bị cháy, có một con khỉ cái nó bị lửa rừng cháy xém cả lông loang lổ, mặt mày thì nhất nhá, lem lút, ngồi cú rũ ở một có cây khô, cây bị cháy đó. Thì Đức Phật ngài chỉ cho Nanh Đá thấy hình ảnh của một con
một con khỉ, khỉ cái bị cháy. Ngài cũng có dụ ý, đến khi lên cõi trời, nó đã thấy được, chứng kiến được cái dung sắc của các vị thiên nữ, cái vẻ tươi trẻ và cái sức hấp dẫn của các vị thiên nữ. Thì lòng của Nanda đá đã rạo rực. Lúc đó Đức Phật càng mới hỏi, ngươi nghĩ như thế nào giữa các vị thiên nữ này với nương tử Kalyani của ngươi, ai đẹp hơn? Thì lúc bấy giờ Nanda đá mới thưa với Đức Phật rằng là dung sắc của các vị thiên nữ này là thù thắng. Còn dung sắc của nương tử Kalyani thì chỉ là phàm tục, thô thiển, cho nên không thể so sánh được. Bây giờ thì gặp các vị thiên nữ, con có cảm giác cái dung sắc của Kalyani, của nàng Kalyani cũng giống như là con khỉ bị cháy xém vậy đó, con khỉ cái bị cháy xém ở trong rừng lúc nãy vậy đó. Khi biết được tâm của Nanda đã dứt bỏ được tương tư, dứt bỏ được ái tình với công nương Kalyani, bây giờ chỉ còn có mỗi một việc là Đức Phật có rằng, người có thích các thiên nữ này không? Bạch Thế Tôn, con thích lắm. Làm sao để có thể có được những thiên nữ này? Thì Đức Thế Tôn bảo rằng, nếu mà ngươi hoan hỷ tu tập và cố gắng tu tập, sau khi mọi chúng sinh về cõi trời, đau lợi này sẽ có ngàn thiên nữ như vậy hầu hạ. Nghe như thế thì tâm Nanda đá chuyển hướng, quyết định sẽ dốc lòng tu tập để được sanh lên cõi trời làm chồng của các thiên nữ được. Và khi trở về cõi người thì từ đó Nanda đá đã nỗ lực tu tập, không còn buồn chán, không còn nhớ nhung nữa, không còn nhớ nhung nàng Kalyani được. Thì các vị tỳ kheo được biết cái gì, cái câu chuyện mà tỳ kheo Nanda đá tu hành để được 500 thiên nữ, 1000 thiên nữ, thì các vị tỳ kheo đó mỗi khi gặp có cái lời chế nhạo nói rằng tỳ kheo Nanda đá tu như là một người làm thuê, làm mướn, hay nói rằng tỳ kheo Nanda đá là vị hôn phu của các vị thiên nữ, vân vân, cứ chọc vẹo như thế, châm biếm như thế. Nghe nhiều nhiều như vậy thì kheo Nanda đá hổ thẹn, nên đứng xa
cái hội chúng và đi vào rừng vắng. Và chuyên tâm tu tập. Lúc nhìn đầu vì thương nhớ thương nương ta là nhìn đi không có tu tập được, nhưng mà từ khi thấy được các thi nữ Nanda đã dứt bỏ được cái lòng tư tư đó đối với nàng Kalayini, bây giờ thì không thể chấp nối lại được, không thể nối lại cái lòng tương tư đó, mà chỉ hướng đến các vị thi nữ thôi. Khi mà nghe các vị tỳ kheo chẳng biết vậy, một lần nữa Nanda cảm thấy mắc cỡ, hổ thẹn. Nên được cái chuyện quyến luyến nên tưởng các thiên đường, thì bây giờ tự mình bỏ được cái sự ai luyến đối với tân đương Kalanini, bỏ được cái sự ai luyến đối với các thiên nữ thì còn làm cái gì nữa, tức là bây giờ chỉ còn có cái là nỗ lực tu tập thiền định mà thôi. Nanda đã thành công. Thì theo Nanda chẳng bao lâu đã chứng được quả vị A-la-hán. Thì theo Nanda sau khi chứng được một cố gắng của đời sống hoàn hạnh, liền quay trở về Chitavana đảnh lễ Đức Thế Tôn và nói lên cái chính trí của mình, đồng thời xin Đức Phật ngài hủy bỏ cái lời giao ước. Đức Thế Tôn ngài biết, ngài nói rằng kể từ khi tâm của ngươi đã chứng đạt được quả vị giải thoát, quả vị lậu tận, thì từ lúc đó cái lời giao ước của ta đối với ngươi xem như là vô hiệu quá. Rồi Đức Thế Tôn ngài thuyết pháp cho chúng tỳ kheo nghe. Sau khi ngài đã xác chứng cái quả vị của Nanda, ngài thuyết lên bài kệ. Yitha agarang duchanang vutti samati vichati evang apavitang chittang rago samati vichati. Như mái nhà vụn lợp, nước mưa thấm dột được, cũng lại chung không tu. Ánh thang tất xâm nhập, như Đức Phật ngài mô tả về cái tâm trạng trước đây của tỳ kheo Nanda. Xuất gia mà còn để ái tình nó chi phối, ngài cứ mơ tưởng đến người vợ mới cưới, thì giống như là mái nhà mà người ta lợp sơ sài, lập cổ thả, chỗ dày chỗ thưa,
gió thổi túc lên thì nó có, tóc lá thì nó có cái kẽ hở, và do đó nước mưa thấm dột được. Cũng như cái tâm không khéo tu mà bị ái tình nó chi phối thì ái tình đó nó xâm chiếm cái nội tâm không có tu tập. Còn cái bài kệ thứ hai thì Đức Phật dạy và tha agarang xuất chan năng của thiết nesamati vichati evan sukha utang chittang rago na samati vichati. Như mấy nhà khéo đột nước mưa không thấm dột, cũng vậy tâm khéo tu thoải mái không có xâm nhập. Đây là Đức Phật mô tả về cái tâm trạng sau khi đánh đá chứng được đời quả. Thì ái tình không có xâm nhập được, không có chi phối được. Có những chỗ họ dịch cái bài kệ này thì họ nói rằng ái tham khó xâm nhập. Nhưng mà thưa quý vị, nếu mà nói ái tham khó xâm nhập đó, một là nó sai từ, hai đó là sai lý. Na samati vichati, na là không chứ không phải là khó. Sai lý là nếu mà khó xâm nhập có nghĩa là còn có thể xâm nhập. Cái chuyện mà không làm được thì là khác, mà cái chuyện khó làm là khác. Khó làm nhưng mà nếu làm thì vẫn được thôi, còn dứt khoát là không làm được là khác. Một vị mà đã đắc đạo quả A-la-hán rồi đó, thì như tâm của vị đó như là mái nhà khéo lợp, lợp kỹ, kỹ lưỡng, lợp dày và lợp có kỹ thuật, khiến cho cái mái nhà đó nước mưa không có xâm nhập, không có dồn được, không có thấm dột được. Thì cái tâm khéo tu khi mà chứng đắc đạo quả thì cái tình nó không có, không có chi phối được, không có xâm nhập được. Thì hai bài kể Đức Phật ngài thuyết nó phù hợp với ngữ cảnh là nói về tâm trạng của tỳ khưu Nanh Đá trước và sau. Nhưng ở đây chúng ta cần phải hiểu rằng tất cả những phiền não sapakilesa như là tham, sân, si, mạng nghi, tà kiến, hôn trầm, hoài nghi, vô tình hữu ý phóng dật, tất cả những phiền não đó đều xâm nhập một cái nội tâm mà không có tu tập. Một cái niềm khéo tu thực tế thì những cái thứ phiền não như tham sân si vân vân nó không có xâm nhập nội tâm được. Cũng nhà khéo lọc gì
thì chúng tôi phải hiểu ở đây là một cái nội tâm không tu thì phiền não nó xâm nhập được, một cái tâm khéo tu thì phiền não không xâm nhập được. Phiền não là nói chung 10 thứ phiền não hoặc là 1.500 thứ phiền não, chứ không phải chỉ riêng về tham ái. Sở dĩ trong bài kệ mà Đức Phật nói về tham ái thôi đó, là Ngài nói đề cập đến cái tạng của Tỳ Khưu Nan Đá kìa. Cho nên ở đây trong phần lý giải chúng tôi đã trình bày với quý vị theo cách đó. Điều này trong chú giải cũng có nhắc đến. Nhưng mà bây giờ thì chúng ta lại nói qua cái vấn đề khéo tu tập. Khi chúng ta hiểu được cái tâm khéo tu tập như thế nào rồi thì chúng ta sẽ biết tâm không tu tập là như thế nào. Hoặc chúng ta nói đến tâm không tu tập trước, rồi chúng ta sẽ nói đến tâm khéo tu tập sau. Asavita, chữ Asavita từ cái là quá khứ từ của động từ pha quê tí, tức là cái sự rèn luyện, cái sự trau dồi, cái sự phát triển, hay là cái sự huấn luyện. Một người sống có sự giải đãi, biến giác, thất niệm và không có trí tuệ, thì do đó những tham sẽ sinh khởi tâm sân, sẽ sinh khởi tâm si, sẽ sinh khởi. Ở đây nó có hai nghĩa mà chúng ta phải chú ý. Cái tâm không tu ở đây thế nào là pha với tâm chết tâm? Nói theo thân pháp thì cái tâm bất thiện là cái tâm không tu, tâm không có tu, không có tu tập. Không thể nào mà mình sửa đổi một cái tâm tham nó được biến thành cái tâm vô tham, hay tâm sân biến thành tâm vô sân được. Cái tâm nó là như vậy thì nó là như vậy, chỉ có là những cái tâm thiện khác để thay thế, để lắp vào cái chỗ tâm bất thiện. Nếu những cái tâm động lực bình thường của một người không tu tập thì những cái lộ trình tâm sinh khởi đó có tâm động lực tâm bất thiện, nhưng mà kể từ khi người này có sự ý thức và tu tập thì cái tâm động lực ở trong một lộ trình sinh khởi nó sẽ là tâm thiện. Thì như vậy chúng ta phải hiểu là cái tâm không tu tập tức là chỉ cho những cái tâm phiền não, những cái tâm tham, tâm sân, tâm si, gọi là tâm không tu tập, để nó sinh khởi thường xuyên. Nhưng mà hễ chúng ta nói đến tâm tham á thì nó có nhiều cái loại hình của tâm tham.
Một người ham ăn, ham ngủ, những người ham danh, những người ham lợi, tất cả những cái chuyện ham muốn đó đều là tâm tham. Tâm sân. Một người có cái tâm nóng nảy, bực bội, cho nên tức giận, ghen ghét, cho đến thù oán, tất cả những cái trạng thái tâm đó đều là, đều gọi là tâm sân. Một người có tâm hoài nghi đến những cái sự thật, hoài nghi về sự giác ngộ của Đức Phật, hoài nghi về sự diệu dụng của chánh pháp, hoài nghi về cái sự thanh tịnh của tăng chúng, hoài nghi về nhân quả nghiệp báo, hay hoài nghi về quá trình hình thành của vòng sanh tử luân hồi, tức là thập nhị nhân duyên, hay là y tư sinh, đối với thì hoài nghi đó nó thuộc về tâm si. Những người có cái tâm phóng dật, phan thiên theo trần cảnh, thì là người có tâm si. Tóm lại là cái tâm bất thiện khởi lên nơi người nào và khởi liên tục, khởi thường xuyên, thì như vậy gọi là cái tâm không tu, tâm không tu tập. Rồi tính là tâm kéo tu tập, tu tập ở đây tức là chỉ cho tâm thiện. Nhưng mà tâm thiện dục giới của một người khởi lên, họ nhóm tay bố thí cho người ăn xin một cái bánh vân vân, thì như vậy cũng là tâm thiện. Nhưng mà tâm đó không gọi là tâm khéo tu tập, bởi vì cái việc làm của một người này dù là thiện nhưng mà chỉ là nhất thời, hoặc là chỉ tùy hứng, cho nên không gọi là tâm tu tập. Còn một người như Phật tử nghĩ rằng chúng sinh nội tâm bị phố quế thì do cái sự bón rẻ cơ kiếp, khi suy nghĩ được như vậy thì người này có cái tác ý là sẽ thanh lọc cái sự cố quế bổn sẻn sang tham bằng cách là xả tài, quan hỷ trong cái việc chia sẻ, thường xuyên làm cái việc bố thí. Thì như vậy gọi là cái tâm mình có tu tập hay tâm khéo tu tập. Một người có cái sự tác ý
suy xét những cái thân hành xấu, nó sẽ tạo ra nghiệp quả xấu. Một cái khẩu hành xấu sẽ tạo ra cái nghiệp quả xấu, đem đến sự khổ đau. Cái người này giữ giới, do cái sự giữ giới đó nên người này có cái thân hành tốt đẹp, khẩu hành tốt đẹp, hiện pháp thì như vậy được gọi là người có tu tập. Sự dĩ nói kỹ như thế đó là bởi vì người thường ở bên ngoài đó, làm được một việc thiện, chúng ta tạm gọi là làm việc thiện, nhưng mà không phải là họ tu tập. Thí dụ như một người chúng ta xem ở trong clip, clip mà câu cá đó, câu cá sông, khi mà họ có câu cá lên mà con cá bé quá, thì lúc bây giờ họ gỡ con cá ra và họ thả xuống, thả trở lại trên dòng sông. Họ chỉ bắt những cá lớn thôi, những cá nhỏ thì họ tha. Cái công việc sát sanh của họ đó, thì khi mà họ thả cái con cá nhỏ trở lại nước thì ngay trong lúc đó cũng là một thứ tâm thiện, nhưng mà ở đây không gọi là khéo tu tập. Tại sao? Vì rằng nếu như gặp một con cá lớn thì nó sẽ bắt con cá đó bỏ vào trong giỏ để giết làm thực phẩm hay là để bán cho người ta ăn. Nó khác với cái người giữ giới, cái người tu mà giữ giới đó, có nghĩa là luôn luôn suy xét cái tai hại của việc sát sanh, tai hại của việc trộm cắp, tai hại của việc tà dâm, tai hại của việc nói dối, tai hại của việc uống rượu, tai hại của việc nói đâm thọc, nói độc ác, vân vân. Khi suy xét đến cái tai hại đó, người này liền khởi lên cái lòng tàm, lòng quyết, thi rửa tập bán. Và có cái sự tác ý, chetana, có cái sự cố ý. Panatipata viravani, tức là cố ý kiên tránh cái sự sát sanh, cố ý kiên trầm cấp, cố ý kiên tránh sự tà dâm, sự nói dối, sự uống rượu. Thì như vậy mới gọi là cái sự tu tập. Nhưng hôm nay đó, ở trong bài kệ này, khi mà dùng cái từ, Đức Phật này dùng từ xuất pha của tăng chức tăng, cái tâm khéo tu ở đây đó, thì có ý nghĩa cao hơn nữa. Nhưng mà chúng ta nói đến cái sự khéo tu thì chúng ta nói từng bước một, bởi vì chúng ta là những người phàm phu còn đang trong cái quá trình tu hành. Thì như bố thí trì giới và tập tành cái việc hành thiền để quân tu rồi chánh niệm tỉnh giác, thì trong cái thời điểm đó, trong lúc đó chỉ là tu thì dục giới,
Nhammavacara Kusalapitta. Một người mà họ có cái sự, họ có cái niềm tin, có sự tinh tấn và có trí tuệ, họ khéo tác ý như thế nào để mà có được cái tâm thị dục giới, thì như vậy đó cũng gọi là tâm khéo tu tập. Nhưng mà cái tâm thị dục giới nó chưa đủ sức phiền não không phát sinh. Cho nên đối với chúng ta thì cũng gọi là bước vào cái việc tu tập, chứ chưa phải gọi là khéo tu tập. Ngay cả một vị mà họ dùng cái tâm thiền dục giới họ tu thiền, mình thấy được sơ thì sắc giới, nhị thì sắc giới, tam thì sắc giới, tứ thì sắc giới, ngũ thì sắc giới, chứng được thiền không vô vi xứ, chứng được thiền thức vô vi xứ, chứng được thiền vô sở xứ, chứng được thiền phi tưởng phi vi tưởng xứ. Dù có chứng đạt được những cái tâm thiện sắc giới và thiện vô sắc giới như vậy, nhưng ở đây những cái tâm thiền chứng này nó cũng không bảo đảm, vì nó có thể hư hoại. Như đi qua đã tá, mặc dù có đắc thiện rồi, nhưng mà vì chạy theo cái tham vọng nên đã tạo những ác bất thiện pháp, là khiến cho tâm thiền nó bị hoại. Và khi mà tâm thiền hoại rồi thì mọi thứ cũng đều như không, là sau khi mệnh trung người đó vẫn tái sanh xuống cảnh khổ. Còn nếu như một người họ duy trì được cái tâm thiền chứng đó cho đến lúc mạnh trung, thì chính cái tâm thiền thiện này đó sẽ đưa đến quả tái sanh ở trong các cái cõi Phật. Thì tương đối á, là khi mà tu chứng được thiền sắc giới thì vô sắc giới, thì cái tâm thiện này nó cũng mạnh, cũng tương đối mạnh, cũng có thể gọi là tâm khéo tu. Nhưng mà chúng ta phải hiểu trong trường hợp này, người ấy tu đến mức độ này thì chỉ như là lên cái phiến đá đặt lên trên một cái thảm cỏ, và ở phía trước có nhiều cái phiến đá cho nên cỏ nó không có mọc xuyên thủng ở đá, nó trở thành một cái con đường để người ta đi, đi tới đi lui, đi qua đi lại. Nó chỉ như đá đè cỏ thôi, thưa quý vị. Tâm thiền như đá đè cỏ. Khi mà dời cái tảng đá đi thì ít lâu sau, khi mà cái phiến đá không còn nữa thì cỏ nó mọc lại.
cũng có trường hợp một người tâm khéo tu tập, trong khi hướng đến với thiền quán minh sát, nói chung lúc đó chỉ là tâm thị dục giới thôi, chánh niệm tỉnh giác trong cái thiền minh sát, dần dần cái quyền giả đó sẽ chứng đạt được quả vị tu đức quần, quả vị tư đà hàm, quả vị a na hàm và quả vị a la hán. Như vậy khi mà chứng được đạo quả tu đà quần là cái pháp siêu thế, lúc đó là tuyệt trừ ba thí sự thân kiến về nghi với pháp thuộc, gọi là tâm khéo tu tập, không còn bị thối đọa vào bốn đời ác đạo nữa. Rồi vì ấy tiến tu để chứng được quả vị tư đà hàm, làm cho hai kiết sử dục ái và sân nó bị mũi lượng yếu đi, cho đến đức a la hán quả thì những cái phiền não nó liên quan đến dùng hết là sao, thì nó những cái phiền não đó nó được tiêu trừ. Và như vậy đó, thì đối với quả vị a na hàm thì diệt tận được ba cái hai cái hạ phần kiết sử kế tiếp, tức là dục ái và sân. Khi mà vị ấy chứng tư đà hàm thì đã diệt trừ được, tuyệt trừ được những cái kiết sử như thân kiến và nghi giới pháp thủ. Bây giờ diệt trừ luôn cái sân, thì những cái hạ phần kiết sử này không bao giờ khởi lên cho một vị đã chứng đắc được đạo quả tu được quần tư đà hàm hay a na hàm, tùy theo mức độ của mỗi thứ tâm mà chúng ta hiểu. Rồi khi mà tiến hành đến đạo quả A-la-hán thì cái tâm tứ đạo tứ quả này nó tuyệt trừ sắc ái vô sắc ái, mạng phóng vật và vô minh. Thì đó gọi là tâm khéo tu. Như vậy tâm khéo tu ở đây nha, chúng ta phải hiểu ở hai giai đoạn. Một là giai đoạn chuẩn bị tu tập, và một giai đoạn là thành tựu cái việc tu tập. Trong hai cái giai đoạn này chúng ta đều phải hiểu là tâm khéo tu. Như vậy khi mà dùng phương thiện
lùi cái tâm bất thiện, thì cái đó gọi là tâm có tu tập. Còn khi mà chứng đắc được đạo quả thì gọi là khéo tu tập. Chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Cho nên chúng ta phải cố gắng cái việc đầu tiên của chúng ta là phải nhìn thấy cái sự phiền toái và nguy hại của cái tâm bất thiện, của phiền não tham sân si. Thế mà chúng ta thấy được cái sự nguy hại đó thì chúng ta mới đứng lùi được pháp bất thiện. Rồi cái tu tập thứ hai đó, sau khi đẩy lùi được cái pháp bất thiện, đình chỉ tư duy bất thiện hay là dẹp bỏ tâm bất thiện, thì lúc kế tiếp là làm sao phát huy được tâm thiện, để cho tâm thiện nó sanh khởi thường xuyên bằng cách là chúng ta củng cố niềm tin nơi Đức Phật, nơi giáo pháp, nơi tăng chúng. Rồi chúng ta có sự tinh tấn để thực hành những cái pháp môn, pháp môn nào mình diệt trừ được những cái phiền não thì chúng ta tu tập pháp môn đó. Rồi đến giai đoạn thứ ba là sau khi mình đã tu tập thiện pháp đến cái mức độ thuần thục chín mùi, lúc bây giờ sẽ chứng được đạo quả từ tu đạo quần cho đến a la hán. Thì như vậy cái giai đoạn thiện dục giới là tâm có tu tập, còn cái giai đoạn thứ hai là giai đoạn chứng đắc, là giai đoạn khéo tu tập, tâm khéo tu tập. Chúng ta phải hiểu như vậy. Ở hai chúng ta học về hai câu quá cú số 13, số 14. Chúng tôi xin được trình bày ý nghĩa bấy nhiêu thôi. Cũng bạch với Hòa Thượng Nhất Đẳng, hôm nay là ngày 12 tháng 4 âm lịch, là ngày kỷ niệm xuất gia tỳ kheo của sư huynh vào 41 năm về trước. Nên hôm nay chư tăng tu nữ và chư Phật tử các họ, các đệ tử đã vân tập về chùa Viên Giác để làm lễ khánh tuế chúc mừng, gọi là sinh nhật phạm hạnh. Vì lễ lọc đông đảo và phải tiếp xúc nhiều, lại nữa phải thuyết pháp buổi sáng trong cái cuộc lễ, sư huynh rất là mệt, rất là yếu. Hôm nay bị chóng mặt từ sáng cho đến chiều,
và bị nôn mửa nữa, cố gắng chỉ thuyết được tới đây thôi. Vậy thì cái phần còn lại, cái phần thời gian còn lại, là 40 phút, xin Hòa Thượng Giác Đẳng Quan Hỷ tiếp lời và chia sẻ thêm ý nghĩa của hai bài kệ này. Xin kính thỉnh Hòa Thượng. Nam mô Bổn Thầy. Sa thủ, sa thủ. Kính thưa Hòa Thượng Thiện Sư, với pháp thoại vừa rồi, trước khi Thỉnh Sư Huynh đi nghỉ đó, thì xin được thay lời toàn thể chư tăng ở trong room cũng như toàn thể quý Phật tử. Đầu tiên là xin đảnh lễ Sư Huynh tam bái nhân kỷ niệm ngày xuất gia. Và đối với người đời thì tuổi chất thì càng bị lão hóa, nhưng mà trong đạo thì niên cao lập trưởng càng tăng ra, thì đời sống tinh thần của chúng ta lại tốt hơn. Rất là mong rằng sư huynh tiếp tục những gì sư huynh đã và đang làm, đặc biệt là trong việc soạn kinh chi viết sách, và tiếp tục cái hạnh là hướng dẫn chư tăng và Phật tử trên con đường tu tập như sư huynh đã làm trong suốt 4 thập niên qua. Và cũng xin thưa rằng có lẽ ở trong cái giai đoạn sắp tới, sư huynh đã trải qua 40 năm rồi, đã phấn đấu để làm nhiều phật sự, bây giờ cũng là lúc mà chúng ta thay đổi một chút, là nên ưu tiên cho sức khỏe. Thời bây giờ mà nếu mà chúng ta nghĩ rằng vì lý do gì đó mà mình làm việc khổ cực mà để rồi sức khỏe đi xuống, thì có lẽ là nó là một cái sự thiệt hại rất lớn. Thiệt hại hoàn toàn không nhỏ, không phải cho cá nhân sư huynh mà cho tất cả mọi người. Xin kính chúc sư huynh có một cái ngày kỷ niệm, ngày thọ đại giới một cách rất là viên mãn, rất là hoan hỷ. Và cầu mong rằng chư thiên hộ pháp cũng như là những cái thắng phước, thắng duyên luôn luôn hiện diện trong đời sống và trong sinh hoạt của sư huynh. Kính đảnh lễ sư huynh. Bây giờ để thỉnh sư huynh đi nghỉ. Và thưa quý Phật tử, bây giờ thì chúng tôi xin được tiếp theo lời của Hòa Thượng Tự Siêu để có vài điều liên quan đến ý nghĩa của bài học ngày hôm nay. Trước nhất là qua bài giảng của Hòa Thượng Tự Siêu và qua cái ý nghĩa của bài kệ này, thì chúng ta nhận ra một điều rằng cái thói quen thường của chúng ta thì hay có sự phân biệt là phàm với thánh. Mình là người phàm thì mình còn phiền não phải chấp nhận. Bậc thánh kể như là bậc đã hoàn toàn đoạn tận phiền não các ngài, không phải lo nữa. Nhưng mà cái bài kệ này Đức Phật ngài không có nói về bậc thánh nha quý vị. Cái bài kệ này Đức Phật nói về phàm tâm. Và bởi vì chúng ta cần một cái mái che. Và cái mái che chẳng những cần mà cái mái che nó phải khéo lập. Chứ nếu chúng ta để ý, tại vì đã là bậc thánh thì không cần mái che và cần khéo lập. Như vậy thì Đức Phật ngài có đề ra một cái hướng cho chúng ta phải suy nghĩ, đó là cái tâm của chúng ta mà có bị nhiễm, tâm của chúng ta có bị phiền não hay không, đó là còn phải nói đến một thứ là chúng ta có cái mái che hay có sự bảo vệ hay không. Thì thật ra trong đời này chúng ta có rất nhiều lý do và có rất nhiều trường hợp để mà phiền não xâm nhập. Con người chúng ta thường, con người thường hay có cái đổ lỗi là tại thế này, tại thế kia, tôi mới phiền não, tôi mới sân si, tôi mới thế này thế kia. Thật ra thì nếu nhìn kỹ thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng ở trong mỗi trường hợp, một thứ mà quan trọng đó là cái rào ở giữa, cái rào chắn ở giữa. Ông bà chúng ta có một câu là dậu thưa hơn rào trống. Tức là ngay cả không có cái hàng rào mà có cái dậu, tức là cái giàn để cho như là chúng ta trồng hoa giấy hay là chúng ta trồng hoa bông bụt chẳng hạn,
mà có cái vàng thì nó cũng đỡ hơn, dầu thưa hơn là rào trống. Thì trong đời sống này của chúng ta, rõ ràng, thưa quý vị, đôi khi một số những cái hàng rào, ở đây Đức Phật Ngài không dùng chữ hàng rào mà dùng cái mái che. Mái che mà mái che khéo á, thì mưa không thấm vào được. Không ai trong cuộc đời này mà có thể chặn được mưa nếu sống ở những vùng mưa gió. Nhưng mà con người đã sớm văn minh để tạo cho mình những cái mái ấm, những cái mái nhà che chắn, nước không dột và có thể khô ráo trong cơn mưa. Thì điều đó được Đức Phật khẳng định giữa đời này. Con người nói riêng mà chúng sanh nói chung đó, là sống luôn luôn bị lôi kéo bởi cái cảnh đẹp và cảnh xấu. Cảnh đẹp thì chúng ta tham đắm, cảnh xấu thì chúng ta bất mãn, giận dữ. Nhưng mà rồi cũng nhờ vào sự văn minh, nhờ vào sự hiểu biết mà mình đã không lỗ mãn, mình đã không có tham lam quá độ. Bởi vì mình hiểu rằng ở trong cuộc sống nó phải có cái chừng mực nào đó, nó phải ngăn chừng mực. Lấy ví dụ như là có một người nào đó vào trong chùa làm một việc rất là sai. Chúng tôi là nhà sư, không thể chạy ra ngoài để chửi mắng, để mạ đi người đó được. Tại vì sao vậy? Là tại vì Đức Phật này có cho một cái chiếc đầu cạo tóc và chiếc y ở trên người. Thì tự nhiên chiếc y ở trên người đó, nó lại là một cái rào chắn, nó cũng là một mái che để nói rằng à, cái ngôn ngữ, cái tư cách, cái cung cách ứng xử của mình nó phải khác với người đời. Cái đó nó cũng là một thứ rào chắn. Hoặc giả là ở trong sự tu tập, nếu mà buổi sáng sớm như chúng ta ở Mỹ có nhiều khi vào nghe một bài pháp, và trong bài pháp đó được Đức Phật Ngài dặn chúng ta là làm gì thì cũng phải coi chừng cái tâm của mình, phải canh giữ cái tâm của mình, phải phòng hộ tâm của mình. Thì chỉ những lời Phật dạy được nhắc, được đọc ở trong lớp học một cách giảng, nếu chúng ta ghi nhớ lại đó, thì khi bước ra bên ngoài gặp những chuyện vui, chuyện buồn, chuyện này, chuyện kia mà chúng ta còn nhớ được thì chúng ta cũng không có quá độ, mình không có phản ứng quá độ. Tại vì sao vậy? Được nhắc là à, mình là con Phật, mình tu theo lời Phật dạy thì ít nhất cũng phải có một cái gì đó. Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, chứ nếu mà mình cũng mạt cưa mướp đắng vùi đục mắm nêm rồi cũng phản ứng như người ngoài thì mình đâu phải là, đâu có nhớ lời Phật dạy, thì ít nhất cái đó là cũng là một sự che chắn. Nhưng mà rồi Đức Phật Ngài đi xa hơn, Ngài dùng cái chữ khéo lập. Dạ, khéo lập là mấy nhà khéo lập. Thật ra thì Đức Phật Ngài không dạy rằng chúng ta phải trở thành thánh nhân thì chúng ta mới tốt hơn. Thành thánh nhân là tốt rồi, nhưng mà chưa thành thánh nhân thì chúng ta cũng có cách để có được mái nhà khéo lập. Thí dụ như là chúng ta dời nhà hẳn về vùng Arizona, New Mexico thì không có mưa đi, thì cũng được. Nhưng mà nếu chúng ta không dời về đó, mà chúng ta ở một vùng có nhiều mưa như ở Seattle, Houston chẳng hạn, thì cái mái nhà khéo lập thì chúng ta vẫn cũng thể có được một cái nơi khô ráo, yên ấm trong những cơn mưa. Chúng tôi thấy cái hình ảnh đó rất là đẹp. Có một lần chúng tôi nghe một cái bài pháp, mà bài pháp đó rất là hoan hỷ là đã được dịch sang tiếng Việt và được phổ biến rất là nhiều. Cái bài pháp đó là cái mái nhà của tâm, và cái bài giảng đó đã được giảng bởi Ngài Chan Cha. Ngài Chan Cha, Ngài luôn luôn dặn chúng ta là nên quan trọng cái mái nhà nội tâm. Tâm của chúng ta cần được có một nơi an ổn, cần được có một cái hậu cứ, cần có được một cái nơi mà tránh mưa, tránh gió. Thì Ngài dạy rằng một cái người tu tập đúng nghĩa đó, thì giai đoạn đầu là phải biết để có một cái nhà cho nội tâm của mình. Và Ngài thường giảng, và chúng tôi nhớ rằng coi gì cuốn phim còn lại mà nói về lời giảng của Ngài đó, Ngài dạy rằng người đi tu á, vào trong rừng thiền thì hay nghĩ đến am là thất. Có những vị đi vào trong rừng đầu đà là ở dưới độc đá. Rồi đặc biệt là khi mà chúng tôi đi đầu đà trong rừng á, thưa quý vị, thì người ta dạy sống trong những cái crotch. Những cái crotch cho bên Thái tức là
một cái liều mà nó giống như cái dù vậy đó. Tức là mình có một cái liều rồi mình đưa một cái dù vào và cái dù đó nó căng rô lên. Thì ở chung quanh cái dù nó có cái mùng và mình có thể ngủ trong đó. Nhưng mà Ngài dặn rằng tuy rằng mình có những cái phương tiện để sống trong rừng, phương tiện đó đi đó tới đây, nhưng mà cái đó nó chỉ che cái thân chứ nó không có che được cái tâm của mình. Dạ. Quý vị không nghe chúng tôi nói hả? Dạ, xin lỗi quý vị còn nghe chúng tôi nói được không? Nếu quý vị chờ chúng tôi chút xíu nha. Dạ, chúng con nghe rõ bạch ngài, nghe rõ và liên tục mà. Chỉ có cô Khiêm Ma không nghe được thôi. Dạ vâng, dạ. Thưa quý vị, thì chúng ta rõ ràng là cần một mái nhà. Nhưng mà rồi, bây giờ có được mái nhà rồi. Cái khéo hay là cái bụng là do chúng ta hết. Cái khéo hay bụng cho chúng ta. Có những người nhìn ở bên ngoài thì có vẻ như rất là khéo. Ví dụ như là mình nói mình tu, mình cũng cạo đầu, cũng mặc y. Mình nói mình tu, rồi mình cũng tụng kinh, mình cũng đọc lời Phật dạy. Nhưng cái phiền não nó vẫn sanh khởi trong lòng mình. Về điều này đó, thì chúng ta có rất nhiều cái thí dụ như là thầy tỳ kheo Mekiya tu với Đức Phật, theo làm trì giả của Đức Phật, và thấy được một nơi yên, đó là một rừng xoài rất là tĩnh mịch, muốn đến đó tu. Nhưng mà Đức Ngài biết rằng này chưa có đủ nội lực để sống một mình, cần sự hướng dẫn. Đức Phật ở đó mà không tìm sự hướng dẫn của Đức Phật mà bị này muốn vào rừng quá gấp gáp để tu tập, rơi vào trong tình trạng tâm hoang vô. Cái đó là cái vụng về. Và chúng tôi nhớ ở trong kinh rất nhiều trường hợp Đức Phật Ngài dùng cái chữ khéo. Dạ, khéo tác ý, khéo suy nghĩ, khéo tu. Mà dĩ nhiên ở đây Đức Phật dùng chữ khéo lọc. Cái đó nó có khác biệt lắm thưa quý vị, rất là khác biệt. Chúng tôi đang có một vài cái công việc làm ở chùa, và khi mà làm việc thì chúng tôi thấy rằng mỗi người đều có tâm làm, nhưng cái kết quả nó tùy thuộc rất nhiều vào cái khéo, từ việc mà trồng sen, trồng súng, cho đến việc mà làm những cái hệ thống nước hay là sửa chữa một vài công việc gì đó. Làm việc thì có, nhưng mà giữa cái khéo và không khéo đó, nó có sự khác biệt rất lớn. Và trong Phật Pháp á, dạy rằng cái chữ khéo đó là một trong những cái đức của thiện. Thí dụ như thiện á, ở trong đó là thiện là tốt lành rồi, thiện là khỏe mạnh, thiện là nhân tốt cho quả vui. Nhưng mà trong thiện cũng có cái khéo nữa, và trong cái bất thiện nó có cái phụng. Dạ, có cái phụng. Những người mà khéo đó thì họ thương người khác, thì họ làm cho khác được hạnh phúc. Mà những người không khéo, họ thương người khác, thì họ hại người khác. Quý vị có tin như vậy không? Ở trong kinh có cái ví dụ là đứa con cầm cái chày mà thấy có con mồng đậu lên trán của ông cha. Cái con mồng là con mà nó giống con ruồi mà lớn, nó cắn đau lắm thưa quý vị. Thì tôi biết gấp quá, không biết làm gì, lấy cái chày đập con mồng, mà đập trúng, đập vỡ trán người cha. Cái đó là bụng về, thương bụng về. Đời sống với chúng ta cũng vậy. Giữa cái khéo và cái bụng nhiều khi nó trong đường tơ chả tóc thôi, không có nhiều. Nhưng mà chúng ta phải để ý. Ở đây Đức Phật Ngài dạy rằng nó có một cái sự khác biệt lớn giữa cái vụng lợp và khéo lợp. Cũng như mái nhà, không phải mái nhà nào lợp xong rồi cũng tốt hết. Mà có nhiều khi mới lợp thời gian ngắn là nó nước đã vô rồi. Thế là gọi mái nhà vụng lợp. Bây giờ chúng ta đi ngay sang một cái ý nghĩa khác mà có nhiều người thắc mắc hỏi chúng tôi cũng nhiều lần lắm. Đó là trường hợp của Tỳ Kheo. Như chúng ta biết, Tỳ Kheo Ananda đó là
em cùng cha khác mẹ với Đức Phật. Ở trong ngày hôn lễ của vị này đó, thì thưa quý vị, nó lại là một lúc mà diễn ra hai chuyện. Theo cái phong tục của Ấn Độ đó, thì một cái vị hoàng tử, sau khi Đức Thế Tôn mình đi xuất gia rồi, thì Nanda ở trong cái vai trò như là Đông Cung Thái Tử vậy đó. Và trong cái lễ này đó, thì Nanda vừa có thể là lập gia đình, mà vừa có thể là được đăng quang. Tức là hạnh phúc và danh vọng nó đến. Và trong buổi lễ đó đó, thì Đức Thế Tôn được thỉnh đến như một vị huynh trưởng và như một cái vị mà được cả dòng Thích Ca kính trọng. Ngài đã đến chứng minh. Và khi họ thực xong đó, không phải Đức Phật Ngài đến Ngài làm lễ cưới đâu, mà Ngài đến Ngài nhận để nhận sự cúng dường, tạo phước lành cho đám cưới. Thì khi mà cái hôn lễ đang diễn ra như vậy đó, thì Đức Phật Ngài thọ thực. Và như quý vị nghe Hòa Thượng Kỳ Tự Siêu đã kể lại, là khi Đức Thế Tôn đứng dậy đó, thì Hoàng tử Nanh Đá, tức là người em cùng cha khác mẹ của Ngài, đã đến đảnh lễ và Đức Phật trao cái bát của Ngài cho Nanh Đá. Công việc này, thưa quý vị, thông thường đó là Đức Phật khi Ngài đi đâu, Ngài làm gì đó, thì có một vị thị giả và Tôn giả Ananda thường là cái vị nhận cái bình bát đó để đem ăn cho Đức Phật. Chúng tôi ngày xưa khi ở bên Thái Lan á, thì cũng có một vài lần chúng tôi làm công việc này, là mình đi khất thực thì có cái bình bát và có dây để đeo. Và khi mình đeo thì có vị trưởng lão đi trước, nhất là vị lớn tuổi đó. Sau khi đi khất thực xong đó, thì mình chạy đến phía trước, mình đi phía trước, đi nhanh đến phía trước, đi ngang với Ngài và chắp tay lên để thỉnh cái bình bát của Ngài. Ngài đưa bình bát thì Ngài đi tay không. Đó là cách cung kính đối với các vị lớn, nhất là các vị cao niên đó, các vị trưởng lão. Thế đây trường hợp này, Đức Thế Tôn sau khi mà thọ trai xong, Ngài trao bình bát lại cho Tôn Giả Nanh đó. Và như chúng ta được nghe kể rằng, khi mà Đức Thế Tôn trao bình bát, nhưng mà ra tới cổng thành là thay vì Ngài lấy lại, Ngài không lấy, mà Ngài tiếp tục đi về tới chùa Nirodha, chùa Nikodam. Và ở tại đó Đức Thế Tôn đã hỏi một câu mà Nanh Đá sửng sốt và không biết trả lời gì khác mà phải trả lời cái miễn cưỡng. Như là chúng ta nghe câu chuyện là Đức Thế Tôn hỏi Nanh Đá có muốn xuất gia không? Đang lễ cưới và hỏi muốn xuất gia không, thì phía sau, nhưng mà rõ ràng Nanh Đá rất là kính và rất là thương Đức Phật, thì Nanh Đá chấp tay tôi vào muốn. Thì cái chuyện mà chúng ta được nghe ở đây là tâm hồn của một vị tỳ kheo xuất gia vì sự miễn cưỡng, và chẳng những trong sự miễn cưỡng đó mà còn có sự tương tư về Kayani, người vợ kiều diễm đang làm lễ cưới rồi chia tay. Và thứ việc ở trong lòng cứ nghĩ tưởng về điều đó, nên tất cả những gì thuộc về đời sống xuất gia đó đều trở nên vô nghĩa. Đến nỗi mà trong sớ giải có nói mà chúng ta không biết thực ra sao, là tỳ kheo Nanh Đá có vẻ gầy guộc xanh xao. Dạ, gầy guộc xanh xao. Từ một vị hoàng tử sắp đăng quang ở trong ngày hôn lễ lên đình với một vị hôn thê sắc nước hương trời, bây giờ sống làm vị tỳ kheo, sống trong âm thất rất là giản dị, rồi mỗi ngày đi ăn khất thực, đi khất thực mà sống, thiệt ra không xanh xao cũng mới là lạ. Nhưng ở đây chắc có người đặt câu hỏi như vậy. Mà lẽ ra nếu hôm nay mà Hòa Thượng Tự Siêu khỏe đó, thì chúng tôi sẽ đặt câu hỏi này với Hòa Thượng. Có lẽ chúng ta sẽ nghe nhiều câu chuyện, câu trả lời thú vị. Đó là các vị nói rằng Đức Phật Ngài đã dùng độc để trị độc. Ngài dùng những cô tiên nữ để cho Nanh Đá có được một cái sự một cái sự cảm nhận khác biệt đi. Dạ, thí dụ như Nanh Đá tương tư nhớ Kayani thì nghĩ rằng đó là một người con gái rất kiều diễm, và trên đời này không ai đẹp như Kayani hết. Nhưng mà khi gặp cô tiên nữ rồi đó,
thì Đức Phật Ngài đã cho Kayana, đã cho nên đó là một so sánh giữa vị hôn thê của mình và các vị tiên. Thì Nanda đã cũng phải thú thật rằng nếu so với các tỳ tiên đó, thì Kayana thì giống như con khỉ bị bị cháy lông ở trong bìa rừng thôi. Là quý vị thảm như vậy, tại vì con người mình thôi không thể đẹp bằng tiên được. Có những người mà họ đẹp, mà đẹp một cách rất là đẹp, mà ở cõi trần là đẹp rồi, còn nói chi là tiên ở cõi trời. Và nhờ như vậy đó mà tâm của Nanda đã nguôi ngoai, và sự nguôi ngoai rất cần thiết. Dạ. Tức là từ lúc đi tu, chuyện gì không có chi phối nhiều bằng cái tâm tưởng nhớ Kayani. Nhưng mà bây giờ cái sự tương đương Kayani không còn nữa, thì Nanda đi vào trong một giai đoạn mới. Mặc dù tâm có hướng về các vị tiên nữ, nhưng mà lại không có, nó không có cột nặng. Và nhờ như vậy nó để cho Nanda có một cái không gian được thảnh thơi. Ở có một cái giai đoạn, mà giai đoạn nó tương đối có thể làm những chuyện gì phải làm. Và trong giai đoạn đó, Nanda đã được khai thị. Và Nanda do cái sự xấu hổ, tinh tấn tu tập mà rốt cuộc chứng qua A-la-hán là ở trong giai đoạn đó. Thì có người đặt câu hỏi rằng chúng ta có thể lấy độc trị độc không? Dạ, có lấy độc trị độc, tức là ở đây Đức Phật Ngài đã cho Nanda thấy được cô tiên nữ rất, những cô tiên nữ rất là đẹp, để tách cái tâm ái chấp ra khỏi cái vị hôn thê. Thì ở trong đời này có thể nào một người nào họ mê cái gì quá, ví dụ như chúng tôi có nghe thì chúng tôi nghe câu chuyện này không biết có thật không, chúng tôi nghe là có một người họ rất là mê xe hơi. Giờ mê xe hơi lắm, nhưng mà rồi đi về Việt Nam sao bỗng nhiên lại lại phải lòng một cái cô nào đó. Rồi cái bà vợ bà rất là khéo, thay vì bà ghen tuông trách móc á, thì bà lại khi ông chồng trở về Mỹ, bà tìm cách bà mua cho ông chồng chung chiếc xe mà ông chồng thích nhất. Và ông chồng thích chiếc xe nhất á, thành ra bây giờ ông chồng không có còn bận tâm nhiều với cái cô ở Việt Nam nữa. Chứ tôi không biết chuyện hư thật ra sao, nhưng mà nghe nói như vậy. Thì câu hỏi đặt ra rằng chúng ta có thể lấy độc trị độc không? Dạ, lấy sự đam mê thì chị đam mê kia không? Thì chúng tôi phải thưa với quý Phật tử đó, là thật ra Đức Phật Ngài là một vị thầy thuốc. Và cái căn bệnh này đó, nó là một căn bệnh khá nghiêm trọng mà không phải dễ trị. Và điều mà Đức Phật Ngài muốn cho Nanda thấy được là cái tính tương đối. Dạ, tính tương đối. Thì dù ở trong đời mình cho rằng cái gì là nhất, cái gì là tuyệt, cái gì là đẹp đó, ở trên thực tế chỉ là quan niệm, chỉ là quan niệm. Tại vì sao? Tại vì lúc đó đó chúng ta không có một cái gì khác để cân đo, để cân phân, để so sánh, để tỉ dảo, nên chúng ta thấy nó là nhất, là đẹp nhất. Dạ. Nhưng mà rồi đến khi chúng ta có cái gì khác lớn hơn thì những điều đó trở thành vô nghĩa. Đều trở thành vô nghĩa. Nói thật sự như vậy, là trong đời này chúng ta thường hay bị ràng buộc bởi những thứ rất là tầm thường. Đó là đặng thất vinh nhục hơn thua. Nhưng mà vì chúng ta có những giá trị cao cả, như giá trị của thiền chứng, giá trị của đạo quả, giá trị giác ngộ giải thoát, nhưng vì lý do gì đó chúng ta có cái duyên để mà được nghe, được biết, được lãnh hội điều đó, thì thưa quý vị, những cái gì chúng ta dễ bỏ dễ dàng lắm. Thật ra cái cách mà chúng ta giải thoát đó, căn bản là đoạn được cái ái chấp. Ái chấp ở đây kể là dính mắc với cái đang có và cái khao khát, cái sắp có. Chúng ta gọi là dục hữu, ái hữu và phi dục ái hữu, ái phi hữu ái. Nhưng mà rồi nếu chúng ta có được một cái gì đó mà nó dẫn chúng ta đến cái chỗ gọi là ly tham. Dạ. Như là trong kinh Vô Ngã Tướng, Đức Phật Ngài có đề cập đến trong cái tiến trình giác ngộ giải thoát này. Này chỉ tỳ khưu, bậc thinh văn được nghe và thấy như thế rồi, liền sanh tâm nhàm chán đối với năm quẩn. Do nhàm chán vì ấy ly tham, và do ly tham tâm được giải thoát. Khi tâm được giải thoát vì ấy
biết được sanh đã tận, phẩm hạnh đã thành, những gì nên làm, đã làm, không còn trở lui trạng đời này nữa. Thì cái chỗ được nghe và thấy như thế, được nghe và thấy như thế là có dịp nào đó mình nhìn thấy được cái bản chất, và nhìn thấy bản chất thật của nó, thì nghe và thấy như thế, rồi vị ấy sinh ra nhàm chán. Chỉ nhàm chán thì dịch từ yểm ly. Yểm ly tức là mình không thích thú cái nữa, không hào hứng với cái đó nữa, chứ không phải là trạng thái mà quể quải, nản chí, không phải. Và do nhàm chán sinh ly tham, do ly tham được tâm được giải thoát. Cái ly tham đó nó là một cái chuyện mà rất là quan trọng, bởi vì nó là một cái bí quyết trong đời sống của chúng ta đó. Khi mà chúng ta nói về cuộc tu đó, thì thưa quý vị, có một cái từ ngữ mà tương đối rất gần nhưng mà rất là đẹp của chữ tu đó là chuyển hóa. Chuyển hóa tức là mình có thể từ cái tâm thái này đổi sang tâm thái khác, từ cái tâm trạng này đổi sang tâm trạng khác, từ cái cảm thọ này đổi sang cảm thọ khác. Nhưng mà sự chuyển hóa nó không có dễ. Từ cái tâm dính mắc mà nó sang trở sang nhàm chán rồi ly tham tâm được giải thoát, không dễ đâu. Và Đức Thế Tôn là một vị thầy thuốc, một vị tối thượng y vương, ngài thấy được cái gì cần làm để tâm của Tỳ Kheo Nanda được chuyển hóa. Và đối với chúng ta đó, thì chúng ta phải cẩn thận, là vì Đức Thế Tôn biết rõ cái gì ngài làm. Ngài là một vị thầy thuốc tối thượng y vương mà. Còn chúng ta lấy cái dĩ độc để trị độc, mà chúng ta không khéo khéo cái độc nhẹ mà chúng ta không trị, mà chúng ta lại nhiễm một cái độc nặng. cái đó còn nguy nữa. Cái đó còn nguy nữa. Chúng ta nhớ là chúng ta nhớ là có chuyện này cũng là khỏi hài ở trong chùa Phật tử đó. Là cô này cũng có một đứa con trai mà nó đi chơi với bạn bè rủ đi chơi chỗ này chỗ kia đó. Cô thấy như vậy cô buồn, cô sợ nó hư, thành ra cô về cô than với người em gái, và người em gái mới bày cho cô là mấy đứa nhỏ bây giờ nó thích mấy cái đồ điện tử lắm, thành ra nó thích iPad, nó thích máy chơi game này mua cho nó. Thì quả thật đúng như vậy, đứa con cũng không còn mê bạn bè nữa mà bây giờ thích chơi game. Nhưng mà bây giờ bà là than là bây giờ nó chơi game nó còn tệ hơn là lúc trước nó mê chơi với bạn bè. Thì tưởng quý vị, người ông bà chúng ta nói là đạp vỏ dừa, tránh vỏ dừa, đạp vỏ dừa, hay là chạy ô mồ mắc ô mã đó, tức là đôi khi mình dùng cái độc mà độc nặng để trị độc nhẹ, nhưng mà chẳng những nó không có giúp chúng ta vượt thoát mà nó còn nặng thêm được. Thì cái này chúng ta phải rất là cẩn thận, không phải dễ đâu. Đức Thế Tôn ngài rất khác với những người khác, đó là ngài là một vị được gọi là đấng thập lực. Ở trong 10 cái lực của Như Lai lực á, thì có những cái lực như là ngài hiểu rõ, rất rõ cái căn tính của chúng sanh, chứ không phải như chúng ta đoán mò. Là giống như quý vị đi vào trong bệnh viện đó, bác sĩ mà họ cho thuốc nó rất khác với mấy ông thầy thuốc mà của mình ở bên ngoài mà đoán mò. Tại vì sao vậy? Mình vào là họ lấy máu, họ có những dụng cụ, họ đo áp huyết, đo mỡ, đo tim, tất cả mọi thứ. Thành ra ở trong bệnh viện nhất, chúng tôi không biết bệnh viện các xứ khác nhau, như ở Mỹ á, thường là ở bệnh viện họ có nhiều cái phương tiện để xác định một cách rất chính xác về căn bệnh. Thí dụ như ngày xưa có lần Hòa Thượng Hậu Giác tự nhiên buổi sáng mà thường bình thường buổi chiều bốn rụng cái chân bị liệt, thì đưa vào trong bệnh viện đó, thì họ cho biết là mình thiếu chất gì ở trong người khiến cả cái chân bị liệt gì. Thì bệnh viện họ biết rõ, chúng tôi nói bệnh viện thì thí dụ như là Đức Phật là một vị như vậy đó, ngài biết rất là rõ, thành ra ngài mới sử dụng cái phương tiện đó. Chứ nếu chúng ta bình thường mà gọi là lấy độc trị độc đó, thì phải coi chừng, cái chuyện nó nguy hiểm lắm, rất nguy hiểm, và chúng ta cần cẩn thận. Xin lỗi quý vị nha, chúng nãy giờ chúng tôi nói tiếp lời của Hòa Thượng Từ Siêu mà chúng tôi không có biết được là chư Tôn Đức
có vị nào có mặt ở trong room không? Để chúng ta thỉnh các ngài chia sẻ một ít về buổi âu giặc không? Dạ. Dạ, như vậy thì chúng tôi nói tiếp tục. Đôi khi ở trong lớp học mà quý ngài bỏ thì giờ đi vào, thưa quý vị, thì chúng ta cũng chúng ta nên có thì giờ để cho các ngài cùng tham dự. Bây giờ thì chúng tôi muốn nói tiếp sang một cái điểm mà cũng liên quan đến ý nghĩa của bài kinh này. Ở trong bài kinh này có một cái thí dụ về một cái mái nhà, và do cái vụn lợp nước từ từ nó dột vào, và do cái mái nhà khéo lợp nước không có dột vào. Vì nào mà có về xây cất thì sẽ hiểu một điều rằng ở trong nhà đó, cái mái nhà nó là một cái cấu trúc tương đối là phải biết, phải có trình độ mới có thể làm cho được cái mái mà nó không có dột. Thứ nhất là có những cái con đường nước chảy đó, nó không phải chỉ chảy trúc từ sơ trước, mà nó chảy do nó nương theo cái mái. Yeah. Chúng ta không tìm ra thấy cái lỗ, nhưng mà thưa quý vị, khi mà nước nó nhỏ xuống thì nó sẽ chảy vào trong cái thân cây, nó chảy ngang. Dạ, yeah, nó chảy ngang, chứ không phải từ trên xuống dưới. Và nó do đó cái mái nhà mà chúng ta không phải là người chuyên môn đó, thì chúng ta nhìn thấy mái nào giống như mái đó. Nhưng mà với người chuyên môn đó thì họ biết rằng nó phải có cái thế, nó phải có cách để nước nó không chảy vào bên trong được. Cách đây cũng hơn một tuần, ở tại chùa Pháp Luân thì chúng tôi có nhờ một anh người Mỹ Thị Cơ tên là anh Thi Thuộc, anh sửa cái mái nhà, cái mái hội trường. Dạ, yeah, cái mái hội trường gia ra như vậy. Nhưng mà rồi chúng tôi chỉ giao cho anh làm thôi. Nhưng mà rồi có một Phật tử ở xa về, khi mà đứng thấy làm á, thì Phật tử nói rằng nó thiếu một cái gọi là cái thi. Cái thi đó, tức là một cái đồ chặn nước chảy vô. Cái đó nhất thời thì mình không thấy, nhưng mà nếu về lâu về dài không có cái đó thì nước nó chảy ngược vô trong, và nó sẽ làm hư cái mái. Đó là một cái ví dụ rất là thú vị, là tại vì chúng ta không phải chuyên môn á, những cái chúng ta không biết, cái đó chúng ta gọi là cái khéo. Chúng tôi nhớ có một lần chúng tôi qua bên Peru, ở Lima đó, chúng tôi lên thăm Machu Picchu, là một cái thành phố cổ và của người Aegis, mà họ cất lần cuối cùng đó mà những người Tây Ban Nha đến tiếp xúc với họ vào thế kỷ thứ 14 đó, thì họ vẫn còn là một cái quốc độ rất là phồn thịnh. Và khi mà chúng tôi đi lên thăm những cái phế tích cổ, quý vị tưởng tượng là trên một cái đỉnh mà họ xây dựng cả thành phố trên đó. Và khi đi, cái người hướng dẫn đó họ nói về những cái tiến bộ vượt bậc của cái người Aegis, mà trong khi mà họ xây dựng thành phố, từ cái hệ thống cống rãnh, từ cái hệ thống dẫn nước, và vào mùa mưa đó, nước ở trên Machu Picchu đó là nước nó chảy xiết lắm, thưa quý vị, nó chảy xiết. Thành ra họ có cách nào mà họ có những con đường nước để nước chảy ra bên ngoài. Tuy nhiên có một điều mà chúng tôi đặc biệt rất là chú ý là cái người hướng dẫn đó, họ đã nói về cái kỹ thuật làm nhà đá của những người Aegis thời xa xưa. Cái nhà đá nó khác với cái nhà của chúng ta đó, là nếu chúng ta là không khéo thì mưa xuống nước sẽ chảy ngược vào bên trong. Và những người kiến trúc sư thời đó đó, họ đã có thể làm những cái mái nhà đá rất tinh vi mà nước không có chảy vào trong, cả nhiều thế kỷ rồi mà nó vẫn còn khô ráo phía bên trong, mặc dù nó không có cửa. Đây là một điểm rất là thú vị. Nếu chúng ta đi thăm viếng mà không có người hướng dẫn, và người hướng dẫn không phải là người đào tạo chuyên môn về kiến trúc,
để cho chúng ta biết thì thật ra chúng ta không có ghi nhận được, không cảm nhận được cái trình độ, cái tay nghề gọi là rất là ở trình độ rất là cao của những người Aegis thời đó. Chúng ta tưởng tượng là những cái thành phố mà được cất cách đây cả 2.000 năm toàn bằng đá ở trên cái đỉnh núi, đem đá lên đó để xây cất nhà là một cái chuyện mà mình thấy đã đáng nể rồi, mà họ có thể làm thành một khu thị tứ có đường ngang, đường dọc, có hệ thống thoát nước, tức là hệ thống cống rãnh mà nó không có bị tồn động nước lại, và cái hệ thống dẫn nước mà nhà nào cũng nước chảy qua, và đặc biệt là những cái mái nhà mà nước mưa không thể dột được. Thành ra khi mà Đức Phật ngài dạy rằng như mấy nhà vụn lụp với nhà kéo lụp lụp thì có lẽ chúng ta nghe nó bình thường thôi, nghe nó bình thường, nhưng mà rồi đến khi thật sự có ở trong công việc đó, ở trong nghề đó, hay là có ai giải thích đó, thì chúng ta mới thấy rằng có sự khác biệt rất lớn giữa cái vụn và cái khéo. Thì bây giờ chúng ta trở lại đời sống tu tập hàng ngày. Trong cuộc sống này đó, nếu chúng ta tu tập thì dĩ nhiên là phàm nhân thì phiền não là không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, nếu là người có hiểu biết, có tu tập thì chúng ta cũng phải biết một cái điểm dừng nào đó, biết một chỗ nào đó để cảnh tỉnh, và biết một cách để điều trị nào đó. Bởi vì thưa quý vị, hàng ngày đó có trăm muôn ngàn thứ nó chi phối chúng ta, và chúng ta thường rơi vào trong hai tình trạng: một là quá dính mắc, hai là quá bực bội giận dữ. Hai cái đó xảy ra thường lắm, và dĩ nhiên là trong tất cả mọi trường hợp thì cái si mê nó luôn luôn ám ảnh chúng ta. Đừng nói chi cái chuyện mà quý Phật tử mà là người cư sĩ sống ở bên ngoài, rồi phải lo cơm áo gạo tiền, lo cho con cái, lo này kia. Chúng tôi là người xuất gia đó, và thứ quý vị không khéo đó, thì nó cũng bị dính mắc. Nói như vậy thì nghe nó kỳ, nhưng mà một số không nhỏ, phần lớn các vị tu sĩ đó lại rất dễ bị dính mắc với chùa chiền. Dạ, rất dễ dính mắc chùa chiền. Cái chùa mình làm nên thì muốn làm cho nó lớn, làm lên muốn cho nó đẹp, làm cho muốn mình muốn phải có cái này, muốn phải có cái kia, muốn cái nọ, và tâm mình dính mắc. Và nếu với cái tâm dính mắc đó mà một ngày nào đó bỗng nhiên không còn đi bình thường, đứng bình thường, thở bình thường nữa, mà bị đột quỵ, đột ngột ra đi, thì chúng ta bị cái gì? Và bị si dính mắc thôi. Giống như bao nhiêu người đã đi trong cuộc đời này. Dạ. Tại vì sao vậy? Bỏ công nhiều quá mà, đầu tư tâm trí nhiều quá mà. Dạ, nghĩ nhiều quá, thành ra khi mà chúng ta đã có quá nhiều những cái đầu tư tâm trí tha thiết mong mỏi trong cuộc sống đó, và tới chừng mình trong lúc bạo bệnh nhắm mắt ra đi, nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới cái chùa, nghĩ tới cái gì? Nghĩ tới mình có. Và điều đó, đó nó lại đưa chúng ta trở về một cái bi kịch muôn thuở, đó là trở lên trong vòng luẩn quẩn. Ngày xưa Đức Phật ghi dụng chữ Bappacitta, và Bappacitta từ Bappacitta tức là xuất gia, là từ bỏ gia đình, sống đời sống không nhà, homelessness, không nhà. Nhưng bây giờ đó thì đa phần chúng ta rơi vào tình trạng mình xuất gia, có nghĩa là từ cái căn nhà nhỏ đi vào căn nhà lớn, và căn nhà lớn đôi khi nó còn tệ hơn, nó còn làm chúng ta dính mắc hơn cái nhà nhỏ nữa. Vì vậy ở đây có một điều mà luôn luôn nó có lợi ích cho chúng ta. Và khi mà chúng ta nói về điều này thì chúng ta mới cảm kích là Đức Phật. Đức Phật ngài dạy chúng ta những cái pháp quán. Ví dụ như chúng ta nghe pháp quán về giờ mình không thể trẻ hoài mà không có già, không thể mạnh hoài mà không có bị bệnh, không thể nào sống hoài không có chết, không thể nào sum họp hoài mà không có chia ly với người thân, và tất cả mọi chúng ta rồi sẽ đi một mình. Hay hoặc giả là chúng ta quán về vô thường, vô thường trong cuộc sống. Có sanh thì có diệt. Cái sanh diệt đó nó không phải chỉ riêng cho một người, một làng, một xứ, một loài chúng sanh, mà tất cả trong ba cõi đều là vô thường, tất cả đều
sanh diệt hết. Nếu chúng ta lắng tâm một chút thì những cái hiện tượng vô thường đó, nó rất là dễ để chúng ta thấy. Một người rất cần với chúng ta, họ rất khỏe, đột ngột có ra đi, bây giờ còn là một hũ cốt. Chúng tôi đã có nhiều lần, thưa quý vị, chúng tôi cầm một cái hũ cốt của một người Phật tử trên tay đó, chúng tôi đặt lên trên bàn thờ của họ ở tại chùa. Và lúc đó chúng tôi lại nhớ rất rõ rằng người này tuần trước, tháng trước đã là một người bình thường, đi đứng khỏe mạnh, cười nói vui tươi, bây giờ còn là hũ cốt thôi. Chuyện đó thấy rất là rõ. Chúng ta hay bận tâm với những việc rất lớn, lớn lắm, nào là đại dịch, nào là chiến tranh ở Ukraine, nào là chuyện Đông Tây Nam Bắc, chuyện kim cổ v.v. Và chúng ta nghĩ chuyện vĩ đại, nhưng mà chúng ta lại quên hẳn đi một chuyện là bản thân của mình nó vô thường. Và một khi nó vô thường rồi thì tất cả những cái điều vô nghĩa đều hoàn toàn vô nghĩa. Chúng tôi bảo đảm là dĩ nhiên chúng tôi bận tâm những chuyện mà nghe to tát, nhưng mà cái chuyện to tát đó, đó có nhiều khi chúng ta chưa giải quyết được những gì, chúng ta ra đi rồi. Cũng như là chúng tôi nói quý vị là năm trước một Phật tử ở chùa rất thân Đại Hữu Thiện Hỷ đó, làm việc vui vẻ đi tới đi lui trong chùa. Bây giờ thì chúng ta nghĩ năm nay giờ này Đại Hữu không còn là người sống mà đã ra người thiên cổ. Và chúng ta phải nghĩ như vậy. Và bao nhiêu người như vậy ở Mỹ này gì đó thưa quý vị. Sau cái đại dịch đó có một số lớn những trẻ em mà cha mẹ chết vì Covid, tự nhiên tạo ra một tầng lớp cô nhi mà không ai nghĩ ra được hết. Và cũng không ai nghĩ rằng vào thế kỷ 21 này mà lại có trường hợp là một cái bệnh dịch xảy ra có hơn 15 triệu người trên thế giới chết vì bệnh dịch. Chúng ta tưởng được không? Mà chuyện có xảy ra chứ không phải không xảy ra. Hơn 15 triệu người chết vì bệnh dịch. Và do vậy có sống, có suy tư, có cảm nhận thì chúng ta sẽ thực sự cảm kích Đức Phật và lời dạy của Ngài. Đức Phật Ngài không nói chuyện xa mà Ngài nói chuyện ngay trước mắt của chúng ta. Đức Phật Ngài không muốn chúng ta ngồi đó để mà theo dệt cái mộng tưởng của cuộc đời bằng những danh từ khoa mỹ, bằng những triết lý phiền mộng, mà Ngài khuyên chúng ta có cái nhìn thực tiễn. Thực tiễn đó là gì? Tất cả pháp hữu vi đều dịch chuyển, sanh diệt, dời đổi, gọi là vô thường. Tất cả pháp hữu vi đều là vô thường. Chúng ta không tin Đức Phật hả? Chúng ta ngồi lại, nghiệm lại từ bên trong thân của mình và bên ngoài thử xem nó có như vậy không? Và nếu tất cả những gì vô thường thì thật sự nó có cốt lõi hay không? Hay là nó đến và đi, nó tan biến như hư vô? Chúng tôi không biết cái gì là cốt lõi. Ở tại Mỹ này, từ cái thời tổng thống này qua tổng thống kia, lúc chúng tôi mới qua Mỹ, tổng thống Ronald Reagan, rồi tổng thống Bush, rồi Bill Clinton, rồi tới Bush con, rồi tới Obama, rồi tới Donald Trump, rồi bây giờ Joseph Biden, v.v. Lúc đó thì ai cũng làm giữ lên tưởng nó quan trọng, rồi nó qua như bóng mờ của thời gian. Tất cả mọi thứ thôi, đời sống của chúng ta cũng vậy. Thì nếu chúng ta thường xuyên quán niệm thì chúng ta sẽ trở về với ý nghĩa gì? Cái gì thực tiễn nhất, cái gì gần gũi nhất, và cái gì thật nhất cuộc sống. Và cái đó là sự vô thường, khổ, vô ngã. Chúng ta có sống với điều đó và có chấp nhận điều đó hay không, đó là tùy ở mỗi chúng ta. Nhưng Đức Phật Ngài cho chúng ta biết rằng cuộc sống, nếu chúng ta không khéo thì cái phiền não nó sẽ chế ngự chúng ta hoàn toàn. Giống như một mái nhà không khéo lột, mưa xuống thì nó dột. Dạ, mưa xuống nó dột. Nếu quý vị không tin điều này, quý vị hỏi những người nào mà nhà bị dột, quý vị biết. Nhà bị dột. Và cho dù chúng ta sống ở nơi mưa nhiều, nhưng mấy nhà khéo lột thì nó sẽ không dột. Chúng ta phải tin như vậy. Đức Phật đã dạy chúng ta như vậy. Đó là về điều chúng tôi muốn chia sẻ tiếp theo lời của Hòa Thượng Tuệ Sư giảng giải về hai bài kệ Phổ Cú ngày hôm nay. Rất tiếc thưa quý vị, hôm nay có nhiều điều để thảo luận trong bài kệ này, nhưng mà Hòa Thượng cả ngày rất là mệt rồi, nên để Hòa Thượng đi nghỉ. Chúng tôi cũng không dám lưu Hòa Thượng lại. Nhưng dù sao đi nữa thì cũng có một điều rất là hoan hỷ, là năm nay Hòa Thượng 61 tuổi,
và 41 năm, 41 năm tỳ kheo. Con số 41 thật ra không phải là số lớn với Phật tử, nhưng mà chúng tôi tu ở trong chùa đó, tu tỳ kheo mà 41 năm là cũng lớn lắm thưa quý vị, và rất là lớn. Và mừng 41 năm tỳ kheo của Hòa Thượng Từ Sư thì cũng nhắc chúng tôi là chúng tôi cũng 60 tuổi. Bây giờ cũng già rồi. Tất cả chúng ta, chúng tôi thích cái đồng hồ cát thưa quý vị. Hãy nó được cái này chỉ với cái kia. Mình nói là tuổi đời, tuổi đạo càng tăng thì tuổi thọ càng giảm. Tất cả chúng ta hãy suy niệm về những gì Đức Phật dạy bằng tinh thần rất thực tiễn, rất tôn trọng sự thật và rất an nhiên để sống với sự thật. Chúng tôi xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính trân chư tôn đức đã vào Room để tham dự lớp học đảnh lễ quý ngài. Xin chào tạm biệt Phật tử. Ngày mai thì thưa quý vị, chúng ta có môn thắng pháp phổ thông, và chúng tôi là vị phụ trách cho bài giảng ngày mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại tất cả quý vị. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp cùng đại chúng trong Room thành kính tri ân ngài Hòa Thượng Giác Đẳng đã từng bị đúc kết bài học ngày hôm nay, để chúng con được nghe hiểu và có thể hành theo để được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Một lần nữa con thành kính đảnh lễ tri ân ngài. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho Như Pháp biết được tín hiệu. Sa thủ lành thai, con tu nữ Như Pháp xin thay mặt đại chúng trong Room, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ và hành trì trong tuân chỉ, không làm các ác nghiệp, hưng tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã đắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ấp sẽ yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hà thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Con thành kính đảnh lễ tri ân với ngài Như Pháp, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Như Pháp biết được tín hiệu.